Chào các bạn, mình là Linh. Năm nay mình 22 tuổi. Mình mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, ngành công nghệ thông tin. Mình ở Tây Ninh. Mình mới đi phỏng vấn và nhận được visa qua Mỹ để tiếp tục hành học của mình. Lý do mình chọn Mỹ để du học là vì nền giáo dục của Mỹ rất tốt. Về ngoại ngữ thì là nơi để mình học chuẩn về tiếng Anh, và mình muốn nâng cao trình độ về ngành của mình để sau khi tốt nghiệp xong mình trở về Việt Nam và kiếm được một việc làm tốt. Đầu tiên đi sang Mỹ, mình sẽ học Anh văn tại trung tâm FMS. Sau khi học xong thì mình sẽ tiếp tục chuyên ngành bên trường cao đẳng Bunker Hill. Trường Bunker Hill thì có khuôn viên lớn, học phí thì thấp, trang thiết bị và giáo viên thì rất tốt. Chỉ số trong từng lớp thì ít, nên sự quan tâm của giáo viên với học sinh thì rất nhiều, và khả năng kết bạn với các bạn bản địa cũng cao. Trường nằm trong trung tâm của thành phố Boston. Thành phố Boston là một trong ba thành phố lớn ngoài Paris và London. Hàng năm chào đón hơn 14.000 sinh viên quốc tế. Sau khi sang Mỹ, mình sẽ sống với bác mình. Điều đó sẽ giúp mình không bị sốc văn hóa ở đó. Trong thời gian mình chờ kết quả phỏng vấn thì người phiên dịch cầm tờ giấy trắng, thì mình rất là lo, mình sợ mình rớt. Nhưng sau đó lãnh sự quán nói mình để 4 ngón tay lên để lấy dấu vân tay, thì mình thấy tờ giấy xanh đưa ra, mình rất mừng và cảm giác lúc đấy thì rất là vui. Sau đó thì mình đi ra ngoài và chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả người thân đi cùng với mình đi phỏng vấn. Sau khi tốt nghiệp xong thì có mấy đứa em ở gần nhà nó làm du học và nó đậu, nên ba mẹ em có tham khảo và hỏi thăm, thì mấy bác đó có giới thiệu về công ty Tân Đại Dương, và em đã lên công ty Tân Đại Dương liên lạc và bắt đầu làm hồ sơ để xin đi du học tại Mỹ. Sau khi đến công ty thì mình gặp chị Thảo. Chị Thảo là người hướng dẫn mình, chị Thảo rất nhiệt tình, luôn hỏi thăm và xem mình học tới đâu. Sau khi gần đến ngày phỏng vấn thì có học với anh Bảo Anh một lớp. Anh Bảo Anh chỉ cho mình phương pháp về tâm lý, khi nào vào phỏng vấn như thế nào có thể dẫn dắt được lãnh sự quán. Sau khi học xong lớp của anh thì mình cảm thấy rất là tự tin, và tới ngày phỏng vấn thì mình vô làm y như anh nói, thì mình có cảm giác rất là tự tin khi nào phỏng vấn mà mình đã thành công. Trong buổi học của anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh có chỉ cho các bạn là những câu rút gọn để dễ học và không học lan man qua những cái ý không cần thiết. Trong buổi học đó thì mình cảm thấy rất là vui và tự tin. Anh Bảo Anh có chỉ rất nhiều về tâm lý khi mà đối thoại với lãnh sự quán, thì mình cảm thấy học xong lớp của anh thì rất tốt. Theo mình thì các bạn nên làm hồ sơ xin du học ở công ty Tân Đại Dương, thì công ty Tân Đại Dương có một đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình và tốt, luôn quan tâm và chia sẻ với học sinh. Sau khi mình nhận được visa, mình có rất nhiều lời khuyên cho các bạn. Khi mà phỏng vấn thì các bạn cứ tự tin, nói to và trả lời theo những ý mà các anh chị ở công ty đã hướng dẫn. Không nên nói chậm, nhỏ. Sau khi nhận được visa thì mình có cảm ơn đến chị Thảo, anh Khôi, anh Bảo Anh và toàn thể các anh chị ở công ty Tân Đại Dương. Lời cuối cùng em xin chúc anh chị ở công ty luôn dồi dào sức khỏe để có thể hướng dẫn được nhiều bạn đi du học hơn. Chào các bạn.